Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục làm với con ắc của mình. Đó thì mình cũng xin phép anh em, nếu một video nó có ồn thì mong em thông cảm, tại vì nhà mình đang có khách hát karaoke anh em ạ. Không thể nào bịt mồm được họ. Phòng mình thì kín cửa lắm rồi nhưng âm thanh vẫn lọt. Khổ thật sự anh em ạ. Đấy, thế nên là mình cố gắng nói to. Không biết là nhạc có áp đi được không, nhưng mà mẹ bố sợ mấy ông kia mở nhạc bản quyền thì vỡ mồm. Thôi thì để mà nói luôn thì hôm nay mình sẽ review cái mấy cái item của cái top 1 tháng của streamer, mới cả top 1 tháng của tổ đội nghệ thuật anh em ạ. Video vừa rồi mình đã review cái top 1 tổ đội nghệ thuật tuần rồi. Lần này mình sẽ review cái top 1 tổ đội nghệ thuật của tháng là cao nhất anh em ạ. Đó thì được chọn 3 cải trang, thì hiện tại là cải trang vẫn chưa về, thế nên là chỉ có review được mấy cái item cố định thôi. Và tiện thể hôm nay mình tiếp tục mình thử xem là cái nhân phẩm của mình như thế nào. Đó là hôm video trước mình có làm cái video gọi là cái mẹo ghép đá anh em ạ, ghép Zolo V11 đấy, thì hôm nay mình sẽ thử cái mẹo đó áp dụng vào đập đổ như thế nào anh em ạ. Mình sẽ không cường hóa xịt xong là tách ra như anh em nữa, mình sẽ ghép đá, mình sẽ gọi là áp dụng cái ghép đá để cường hóa anh em ạ. Không biết là như thế nào, nói chung là mình cũng đã nói với anh em rất nhiều lần rồi, nếu mà chúng ta xác định chơi chúng ta đừng có nhận item trước, nhưng mà thôi thì để làm tiếp bước cho cái video thì mình sẽ làm luôn cho anh em. Đó thì chúng ta trước mặt chúng ta đây là tin hệ thống một đống luôn anh em ạ, tại vì hai top 1 của streamer mới cả tổ đội nghệ thuật của tháng anh em ạ. À còn nữa là cái tổ đội cái streamer của mình nó là cái của anh em bình chọn, cày quá anh em ạ, khoái mà kha bình chọn nữa thì có phải được 3 quà không, trời ơi. Nói chung là cái mấy cái item này nó cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là cũng tinh thần cho anh em. Đấy, anh em nào muốn chơi tổ đội nghệ thuật thì hãy theo dõi fanpage cũng như cộng đồng đằng lá. Cứ mỗi tuần Kha sẽ ra một cái tựa đề, chúng ta nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó chúng ta úp lên, nếu mà anh em được nhiều tương tác thì rất nhiều là anh em sẽ được quà. Đấy, đó là một cái điều đơn giản. Rồi thì đây, quà Azotit of the Mon tháng 11, khó đọc thế, nói chung là quà này là quà gì đấy không biết. Đấy, 30 cần câu vàng, 15 bình hoạt lực. Rồi, 15 bùa với thổ, dạo này bùa với thổ rất nhiều luôn. 15 dương đá, 7 triệu bạc khóa, ui phê anh em ạ. Rồi, 5 dương tinh thạch. Rồi, cái này thì nó là hạn sử dụng đến tận mùng 4 tháng 1 năm 2020. Wow, đây là nửa tháng à? Ừ, như là nửa tháng hay bạc, hay là chả nhớ nữa. Nói chung là mình đang trong review, mình học dốt toán mà anh em ạ, đấy. Rồi nhận. Vâng, danh hiệu sáng tạo, nhận luôn. Rồi đây là đây stream trong mơ của tháng đây anh em ạ. Cộng đồng mình chọn đấy. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều. Không có anh em thì không có video review đâu anh em ạ. Đấy. Úi giời, nhận quà bá cháy luôn anh em ạ. Rồi, dịch chuyển cao không khóa. Rồi, ngũ vĩ này là ngũ vĩ anh cho pin đi báo danh nhìn server thì đẳng cấp rồi. Vâng, danh hiệu stream mơ đây anh em. Nhìn quả hình danh hiệu rất đẳng cấp anh em ạ. Rồi túi 4 tung môn, cái túi 4 này là túi 4 mình treo trên chợ. Mình treo trên chợ anh em ạ. Vãi cả đấy ạ. Đấy, tí anh em lại hiểu nhầm chết. Rồi quả chỉ có thế thôi. Rồi đó, quân bất diện inbox gì đây. Vợ ơi cho xin slot với. Rồi thì tí nữa mình sẽ dép họ sau nha anh em nhá. Tí nữa mình sẽ dép họ sau, mình đang tranh thủ làm video này mình không dép được. Đấy, quà đấy anh em ạ, quà đấy. Ấy, một đống quà luôn. Mình cất cái này vào, tí mình ấn nhầm để sử dụng chết anh em ạ, sử dụng chết. Cái gì sử dụng như cái này là sử dụng chết anh em ạ, đợt trước đã nhầm rồi. Cất vào. Cất vào anh em ạ, cái gì quan trọng là cất vào. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái này đi. Sáng tạo. What the fuck? Bạn đã có danh hiệu này rồi. Đúng rồi, mình vừa rồi mình đã có danh hiệu sáng tạo vĩnh viễn rồi anh em ạ. Đây là danh hiệu streamer chim cu sử dụng. Rồi, danh hiệu streamer quá đẹp anh em, quá đẹp cho một gọi là YouTuber, gọi là không biết là thứ mấy lằng lá. Thôi không dám xạo lìn đâu anh em, không dám xạo lìn đâu. Ôi tháng này lười lạ quá anh em, tháng này lười lạ quá. Rồi thì bây giờ mình sẽ, đây mình đã nói với anh em rồi, khi chúng ta ghép đồ chúng ta không được nhận item gì của làng lá,
và chúng ta không được chuyện quái. Nhưng mà cái điều đó mình đã làm con mẹ luôn rồi anh em ạ, nhận hết quà rồi. Rồi bây giờ đứng reset map cho lấp cho quái được cắn anh em, quái được cắn. Đấy anh em ạ, đứng đây đi. Bây giờ mình sẽ làm thế nào ta? Gẹp đá đi anh em ạ, gẹp đá đi. Rồi bây giờ chúng ta phải đi gẹp đá này. Lên, ui trời ơi, lại lên rồi. Xin rồi. Lại lên rồi, mấy cái tỷ lệ là rất khó chơi anh em ạ, rất khó chơi. Ui trời ơi, biết thế đập mẹ đồ luôn anh em ạ. Đúng là cuộc sống không biết trước được điều gì anh em ạ. Đấy, có thể là lên liên tục nhưng mà tí nó xịt liên tục. Ui trời ơi, thế này thì là video đập đá rồi. Anh em ạ, thế này gọi là video đập đá chứ không phải là nhân phẩm nữa rồi. Rồi, ok anh em. Ok anh em. Xịt nữa đi. Rồi ok anh em. Ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Cường hóa lại. Ủa thì mẹ sao vẫn mục ghép đá nhỉ. Ủa nhanh lên, không nó reset tỷ lệ của mình anh em ơi. Anh em ơi. À! Đúng là cuộc sống mà anh em ạ. Cuộc sống mà không có gì khó anh em ạ. Chỉ sợ gọi là nhân phẩm không ra gì đấy. Mình đã làm thế cho anh em rồi là anh em phải biết là cái mẹo của mình nó học rất gọi là rất quan trọng anh em ạ. Đấy, có thể là video trước anh em không tin mình với hai lần gấp đá, nhưng mà anh em phải tin mình ở cái đập đồ và cái mẹo đập đồ của mình anh em ạ. Đấy, đấy là những cái gọi là mình đã làm chuột bạch cho anh em rồi đấy. Anh em phải là tí lên xem video anh em ạ, tí anh em phải lên xem video của mình ngay lập tức anh em ạ. Đấy, đập đồ nó phải thế. Thực sự là mình hôm nay mình đang định gọi là mình cũng đang định, anh em phải biết là mình cũng đang định là mình mượn các clone cơ, nhưng mà thôi tiện thể review luôn, chẳng nghĩa là không dám đập đồ anh em. Đấy, tự nhiên dị phòng lại có thêm một món 14. Hay là lên làm thử phát lửa nhỉ. Lên làm thử phát lửa không ta? Có lên làm thử phát lửa không ta? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ghép đi một viên 9 đi. Rồi bây giờ mình sẽ ghép một viên 9 để tí nữa đập anh em ạ. Rồi lên luôn rồi. Mẹ bố tiên sư. Lại chuyển map. Chuyển map anh em. Bây giờ chúng ta lại ghép đá. Mình sẽ cố gắng làm cho lên một lần nữa anh em ạ, để anh em phục mình. Rồi một xịt. Lại lên ạ anh em ạ. Mình sẽ cố gắng làm cho anh em phải phục mình. Chứ thực sự là nếu mà một lần thì nó không hên. Còn nếu mà nó lên liên tục như này thì tốt nhất là x video thôi anh em ạ. Thêm chữ S vào nữa. Rồi lại lên rồi. Ok anh em ơi. Thật sự là mình không tin vào bản năng sống của mình. Ôi ơi, mình không tin vào bản năng của mình rồi anh em ạ. Mình không tin vào bản năng của mình rồi. Khó lắm anh em ạ, rất khó tính. Rồi. Lần này lần thử tiếp này. Rồi ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Phải làm cho anh em tin vào mình. Anh em phải tin vào mình anh em ạ. À, không thể nào anh em ạ. Đúng là trò đùa của nhân phẩm. Trời ơi, thế này anh em không tin được mình rồi. Không tin được mình rồi. Thôi anh em ạ, nó đã chót rồi. Đã chót rồi thì chúng ta cường hóa mẹ lốt đi. Đằng nào nó cũng xịt phải không anh em? Đằng nào nó cũng xịt rồi không anh em? Cường hóa lốt đi, nó xịt coi như là nó xịt lần đấy thôi. Hơi buồn anh em ạ. Đấy, đằng nào cũng xịt rồi phải không? 53%. Lên, mẹ tưởng không lên. Hóa ra là mẹ quả phải ghép thêm một viên đá 7 anh em ạ. Phải ghép thêm một viên đá 7 cho nó xịt. Tại vì mình thấy nó xịt nhiều quá, mình không dám gọi là mình không dám mổ đập lần nữa anh em. Tại vì video mình làm nó có hạn. Đấy, không biết là có phải là biện ngụy biện cho anh em không, nhưng mà video đấy là video mình chỉ làm 10 phút thôi. Bây giờ mà nhìn nhận thêm phát lửa thì nó gọi là hơi buồn anh em ạ. Đấy, mẹ đang làm video để quảng cáo thùng sao, làm 2 món 14 được rồi anh em ạ. 2 món 14 được rồi, mất mẹ mấy viên 10 của mình rồi không sao. Đấy, nói chung là cái mẹo của mình nó cũng ổn đấy anh em ạ. Cái mẹo của mình nó cũng ổn áp mà. 50-50, một lên một xịt. Nhưng mà các chuyện một lên một xịt thì nó không phải rơi khoảng 80% là lên, còn 20% là xịt anh em ạ. Đấy, bây giờ lại gắp đá, mẹ gắp đá này lại xịt này. Ôi, nó đen thật sự luôn ạ.
Thôi miễn sao là có video cho anh em rồi anh em ạ. Nói chung là cái trò đẹp đá của mình nó phải rơi cái tầm cỡ gọi là mẹ vừa lên vừa xịt thế này. Đùa chứ anh em ạ. Mẹ cái lúc lên thì nó đéo lên cho à. Nó cứ xịt kiểu mẹ vớ vá vớ vẩn anh em ạ. Đấy. Khổ thật sự luôn, quá tính. Đấy bây giờ lôi ra bê đập đổ phải ngon không? Và như ô nhưng mà mẹ quên bá nó mất anh em ạ, quên mẹ nó mất là mình đúng là mình trên quái. Anh em phải biết mình đang ghép đá dở mà không ai nó nhặt được viên đá 4 nó ghép vào là hơi phiền đấy anh em ạ. Hơi phiền đấy. Không sao nữa ghép thì ghép mẹ luôn đi, đằng nào nó cũng xịt xịt, bây giờ không có mẹo mít gì nữa anh em ạ, mẹ nó cứ xịt thì nó cứ xịt thôi. Phá bà nó đá đi. Rồi x video S à, vừa anh em ạ. Đấy nó cứ lên nó xịt đấy, nó buồn cười chứ. Cái giống trên quái thế mà anh em ạ, cái giống trên quái thế mà. Đấy, mẹ cái lúc tưởng nó xịt thì nó lại lên. Nói chung là cái lúc mà nó xịt nhiều thì anh em mới chắc được đập đồ anh em ạ. Chứ mẹ bây giờ đập đồ nó lằng nhằng lắm. Thôi video mình đến đây cũng kết thúc thôi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Đấy, hôm nay làm video gọi là test nhân phẩm cho anh em biết thế đập mẹ cờ loan để đập đá cho anh em phải hơn không? Đỡ mất mẹ nó một lần xịt, à một lần xịt nó bao nhiêu tiền đóng bao nhiêu đâu mà. Bây giờ ví dụ là cường hóa lên một món nó có đáng bao nhiêu đâu mà vứt cả giày 14 vào thì nó chỉ có 14 triệu bạc thôi mà. Ui cái này lên 13 có 4 triệu bạc chắc vừa đấy mấy triệu bạc rồi. Nói chung là không ăn thua, chúng ta vừa nhận Korea rồi. Đúng hôm nay là hòa nhưng mà ổn anh em ạ, mất có 1 viên 10 ấy mà. Dằm 3 viên 10 đúng không? Thôi bye bye, tạm biệt anh em nhé. Cảm ơn anh em ủng hộ mình suốt thời gian qua. Ok anh em. Thôi x video s đây anh em ơi.